Hello, chào các bạn. Tôi đang ở Cần Thơ và hôm nay tôi đi ăn bún riêu tôm. Và cái địa chỉ này là một địa chỉ khá là nổi tiếng ở Cần Thơ và khách du lịch nào đến đây đều tới quán ăn thử cả. Thì cái món bún riêu tôm này nó có đặc biệt là nó làm cái gạch được phần riêu phần gạch được làm từ tôm thôi. Món bún riêu tôm này ở Sài Gòn cũng có mà ở Vũng Tàu cũng có. Thì giá ở hồi đây hiện tại tháng 8 2018 là 28 ngàn một tô. Quán nhìn cũng đơn giản như như là cái tô bún riêu vậy. Đó, cái tô nó rất là đơn giản. Nó không có gì cầu kỳ hết. Cũng không có màu mè nhiều nữa. Nhưng mà nhìn nó rất là chất lượng. Tí nữa mình sẽ coi cái phần riêu tôm á, là cái miếng màu vàng đây nè. Cái màu vàng vàng đó. Rất là bự. Như mình đã nói là cái tô nhìn nó đơn giản như là cái cách bài trí của cái quán bún riêu vậy. Nhưng mà xét về chất lượng thì rất là ngon. Nó không có đẹp về mặt thẩm mỹ thôi, nhưng mà không có đầy đủ về mặt thẩm mỹ, nhưng mà vấn đề là ăn nó rất là ngon. Giá 28 ngàn một tô. Theo mình đánh giá như vậy là ổn. Đó đây là một cái phần riêu tôm này nè. Có thêm Bạn biết gì là xíu mại á? À, mọc xíu mại hay gì đó, mọc, ok, mọc tôm chắc là mọc tôm chả như như mọi chỗ. này, Ở chắc đây là riêu này. là khi mà mình đã, khi mình gọi ra thì cái người ta đã bỏ sẵn rau trụng cho mình luôn, chứ không có phải là rau sống bỏ Nhìn đơn riêng, giản hoặc ha. là muốn trụng phải kêu 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 trụng. Rau Theo trụng mình đánh bỏ giá ra thì luôn bún riêu tôm ở đây làm chứ ngon. không phải là một cái dĩa rau bỏ riêng ra. Phải ý kiến. Phần nước thế sao? Nước ngon lắm. Nước ngon lắm. Nó không quá ngọt, không bị ngọt cắt. Nó ngọt thanh. Ngọt cắt như mấy chỗ cũng không ngọt đậm kiểu đường mà nó ngọt thanh đó, ngọt vừa chạm nó cái là nó tan liền đó, chứ không phải là nó đậm về sau á. Nhớ lại em bỏ nhanh. Có thể Chị cái nước ngon, nước ngon.